Hôm nay tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã thông tin nhanh tới cử tri tỉnh Quảng Ninh tình hình kinh tế, kế hoạch kinh tế xã hội những tháng đầu năm 2023 của đất nước, cũng như kết quả kỳ họp thứ 5, các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tham gia kỳ họp với tinh thần trách nhiệm rất cao và có nhiều ý kiến tham gia chất lượng, có chiều sâu, phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng của cử tri. Tại buổi tiếp xúc, cử tri tỉnh Quảng Ninh bày tỏ vui mừng phấn khởi với kết quả của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 đạt được và những đóng góp của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã tham gia tại kỳ họp. Đồng thời, cử tri cũng kiến nghị với đại biểu Quốc hội tỉnh về một số vấn đề. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận, giải trình, tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết.